Trước đây con tu học theo pháp môn tịnh độ và được hướng dẫn đọc hai bài kệ vào buổi sáng khi mới thức dậy ngồi trên giường đọc bài một là con ngủ nghỉ thức dậy nguyện cho chúng sanh hết thảy chi pháp thấy khắp mười phương. Rồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật 10 câu, sau đó đọc bài kệ 2 là từ giờ dần cho đến tối hết thảy chúng sanh tự giữ mình. Chẳng may mất mạng dưới chân ta, ta nguyện tức thời sinh cực lạc, và niệm Nam Mô A Di Đà Phật 10 câu. Con bạch sư, chỉ cho con hai câu này có đúng chánh pháp không? Và bây giờ con tu học theo Phật giáo Nguyên Thủy có cần đọc bài kệ nào vào buổi sáng khi thức dậy bước chân xuống giường không? Con kính mong sư hoan hỷ chỉ dạy cho con tu học theo chánh pháp và hợp theo lẽ đạo. Hai cái bài kệ này thì sư nhớ, tại vì hồi xưa lúc mà sư chuẩn bị xuất gia sa di ở bên Bắc Truyền thì sư có học. Thì đương nhiên cuối bài thì không phải là Nam Mô A Di Đà Phật mà một cái câu chú nào đó. Thì sư nói thiệt là nếu như á, cái bài học đó đó, những cái bài kệ đó mà không có câu chú kèm theo thì có khi sư đã thuộc rồi. Mà tại vì nó có câu chú kèm theo cho nên sư không có thuộc, là tại vì sư không thích học chú. Tại vì chú mà đọc, sư không thích đọc cái gì mà mình không hiểu. Quý vị có nghe pháp sư nhiều thì cũng biết sư không muốn đọc bất kỳ cái gì mà mình không hiểu, cho nên là sư bỏ, sư không học. Nhưng mà riêng những cái câu kệ đó thì sư thấy đều hay cả. Ví dụ như là mong cho từ giờ cho tới tối, mong cho tất cả chúng sanh hãy tự phòng hộ. Nếu như mà có chúng sanh nào chết dưới chân của tôi, nguyện sau này thành Phật tôi sẽ độ chúng sanh đó. Thì câu đó cũng hay đó, không phải là không. Cho nên là mình có đọc thì vẫn được, nhưng mà đương nhiên là ở đằng sau thì không có câu A Di Đà Phật thì không có. Còn khi mà theo Phật giáo Nguyên Thủy thì sáng sớm á, chúng ta nên rải tâm từ là được rồi. Tức là cái bài mà nguyện cho tất cả chúng sanh á, đừng có oan trái lẫn nhau. Sáng sớm chúng ta nên rải tâm từ, tối trước khi đi ngủ cũng nên rải tâm từ.